Xin có sao lên đây phía trước ạ? Dạ, xin chúng ta có thể lên những anh em phía sau. Tôi thấy còn một số anh em đứng ở trên này còn ghế. Rồi, anh em lên đây phía trước ạ. Ghế đầu. Vâng, tôi dâng lời cảm ơn Chúa và cảm ơn Đại tá Chúa đã cho tôi có cái cơ hội để cùng thờ phượng Chúa chung với anh chị em sáng hôm nay. Sáng nay thì gặp một vài anh em nói rằng là mới có năm ngoái tới năm nay thôi. Dạ, cảm ơn Chúa vì chúng ta còn được nhóm lại để thờ phượng Chúa chung với nhau. Amen anh chị em. Vì còn có nhiều nơi là người ta đến giờ thèm được nhóm lại lắm rồi nhưng mà không được nhóm lại bởi vì mắc dịch. Yeah. Cho nên khi còn có cơ hội để được thờ phượng Chúa chung với nhau, khi còn có cơ hội để được đi thờ phượng thì hãy tận dụng cơ hội đó anh xem. Đừng có để đó, mình chỉ biết quý cái gì mà khi nó không còn nữa. Tôi cũng có lời chào hết thảy những anh xem đang xem qua online hay là đang thờ phượng Chúa qua online. Xin Chúa cũng ban phước cho quý vị. Và trong thời giờ này chúng ta sẽ cùng học lời Chúa chung với nhau. Và như anh chị em chúng ta biết là tôi và anh chị em là được chọn, được Chúa chọn để đi và kết quả, đúng không nào? Tôi và anh em là được Chúa chọn để đi chứ không có được Chúa chọn để đứng hay là ngồi. Chúa chọn tôi và anh em để đi và kết quả. Chúa chọn tôi và anh em là đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Rồi Chúa chọn chúng ta đi môn điệu hóa muôn dân, hay là Chúa chọn chúng ta đi bởi đức tin. Tôi và anh chị em được Chúa chọn để đi, để động chứ không phải để nghỉ đâu. Ngay cả ngày xưa đó, khi dân Israel được vào xứ hứa rồi đó, họ cũng không phải là vào cái xứ đó để yên nghỉ đâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi và anh em được gọi để đi mà không chịu đi? Hư à? Hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu mà tôi và anh em được chọn để đi mà không đi là hư à? Được chọn để động mà không động là bệnh nè. Mà một khi đã là bệnh rồi á thì không phải chỉ một mình tôi và anh em chịu khổ đâu, mà nhiều người khổ lây à. Đúng nè. Và tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng biết cái ích lợi của cái việc vận động, của tập thể dục hết trơn á. Nhưng mà tôi thấy có một cái sự kiện này, tức là đa phần người ta chỉ đi tập thể dục là khi đã bị bệnh rồi. Khi mà cái đi xíu que rồi đó bắt đầu đi tập thể dục. Ai cũng biết là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không anh chị em? Nhưng mà có quá ít người chịu phòng khi đang còn trẻ. Có quá ít người chịu phòng bệnh khi đang còn khỏe. Và có quá đông người cứ chờ đến bị bệnh rồi, chờ đến thời kỳ cuối rồi mới bắt đầu đi chịu chữa. Nhưng mà sáng hôm nay tôi không có cái ý định nói về cái chuyện tập thể dục hay là luyện tập thân thể về phương diện thể lý đâu. Sáng hôm nay tôi muốn cùng anh chị em học theo một cái tấm gương của một người đi trước trong cái việc luyện tập cái lòng tin kính. Tôi và anh em sẽ cùng học theo gương của cái người đi trước về cái việc luyện tập cái tinh thần tiên phong, tức là cái tinh thần không an phận, cái tinh thần gọi là không ngưng nghỉ trong cái nếp sống đạo mỗi ngày, hay còn gọi là tinh thần đức tin. Đó là cái tấm gương của Caleb, vì tộc trưởng Giuđa cũng là một trong 12 thám tử mà lãnh tụ Môi-se đã sai đi do thám xứ hứa Canaan. Tôi sẽ cùng với anh em xem ở trong lời của Chúa ở trong sách Giô-suê chương 14 từ câu 6 đến câu số 15. Tôi sẽ đọc theo bản dịch mới, bởi vì có một vài cái chỗ thì trong cái bản dịch cũ của chúng ta cái câu chữ nó không có dịch sát với cái nguyên văn lắm, cho nên tôi sẽ chọn cái bản dịch gần nhất là bản dịch mới để sử dụng trong cái phần kinh thánh này. Tôi đọc và anh chị em có thể dò theo ở trên cái màn hình. Lúc ấy người Giuđa đến gần Giô-suê tại Ginh-ganh, và Caleb con trai Giê-phu-nê người Kê-nít nói: ông biết điều Chúa đã phán về tôi và về ông qua Môi-se, người của Đức Chúa Trời tại Kadê-Barnea. Khi Môi-se đầy tớ của Chúa ở Kadê-Barnea sai tôi đi thám sát đất nước này, tôi được 40 tuổi. Tôi trở về báo cáo cách trung thực, đúng theo lòng tôi. Nhưng các anh em tôi là những người cùng đi với tôi đã làm cho lòng dân rã rời chán nản. Tuy nhiên, tôi đã hết lòng theo Chúa là Đức Chúa Trời. Hôm ấy Môi-se đã thề với tôi: vùng đất nào bằng chân ngươi đạp đến sẽ là cơ nghiệp của ngươi và con cháu ngươi đời đời, vì ngươi đã hết lòng theo Chúa là Đức Chúa Trời ta. Đúng như lời Chúa đã phán hứa, Ngài đã gìn giữ tôi còn sống suốt 45 năm từ lúc Ngài phán dạy Môi-se điều ấy suốt thời gian Israel lưu lạc trong sa mạc. Chúa đã bảo tồn mạng sống tôi cho đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Ngày nay tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi ra đi. Tôi vẫn còn tràn đầy sinh lực xung phong ra trận như ngày trước.
Ước gì mà tất cả chúng ta đều có thể nói dõng dạc vào cái ngày mà mình 85 nhỉ. Bây giờ xin ông cấp cho tôi xứ đầy đồi núi này, chứ không phải là cấp cho tôi cái xứ mà bờ sôi ruộng mặt đó. Không phải là cấp cho tôi cái chỗ nào mà người ta giải tỏa đền bù xong hết rồi thì chỉ còn vô hưởng thôi. Chính ông đã nghe báo cáo rằng dân khổng lồ Anakim vẫn còn ở đó, và các thành của họ đều rộng lớn và kiên cố. Nhưng nhờ Chúa giúp đỡ, cái chỗ mà bản dịch cũ của mình dịch nó không rõ là có lẽ, không có lẽ gì ở đây hết á. Nhờ Chúa giúp đỡ, tôi sẽ đánh đuổi chúng ra như Ngài đã phán. Giô-suê bằng chúc phước cho Caleb, con trai Giê-phu-nê, và cấp cho ông miền Hebron làm cơ nghiệp. Vậy Hebron thuộc quyền sở hữu của Caleb, con trai Giê-phu-nê người Kenit, từ đó đến nay, vì người đã hết lòng theo Chúa, Đức Chúa Trời của Israel. Hebron vốn được gọi là Kiriat Araba, theo tên của Araba là người khổng lồ nổi danh nhất trong vòng người Anakim. Từ đó, đất nước được thái bình, không còn chiến tranh. Cái chuyện Caleb xin cái xứ đầy đồi núi Hebron làm cơ nghiệp nó xảy ra sau khi dân Israel đã cơ bản chiếm xong xứ Canaan rồi. Caleb lúc này là đã thuộc vào cái nhóm gọi là U90 đó anh chị em, tức là Under 90. Mà chính xác là gì? 85 tuổi. Có ai trong quý vị ngồi đây là 85 chưa? Có rồi đúng không? Yeah. Hãy để ý rồi này. 85 mà vẫn còn là ngon lành nha. Caleb là một trong hai người thuộc cái thế hệ trước còn lại anh chị em, và cũng đã vào cái tầm tuổi mà theo như sách truyền đạo chương 12 câu 5 nói gì? Người ta sợ sệt khi lên cao, hải hùng lúc đi đường. Lúc ấy cây hạnh đã trổ bông và cào cào trở nên nặng, và sự ước ao chẳng còn nữa. Đã ở vào cái tuổi là coi như là sợ ra đường rồi. Đã ở vào cái tuổi mà đi lên cầu thang là hơi mệt lắm rồi. Đã nằm lên mà cái lỗ tai nó bùm 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 rồi. Đã ở cái tuổi mà không có ao ước gì nữa. Nhưng mà ông này khác nha. Lúc này là xứ sở đã được chinh phục đâu đó xong xuôi rồi, nhưng mà lão tướng Caleb vẫn chưa chịu nghỉ anh xem. Ông vẫn cứ chịu chơi. Nói theo ngôn ngữ của các bạn trẻ ngày hôm nay là gì? Ông này là Yamaha nè. Yamaha. Nhưng mà Caleb ham gì? Không phải ông ham gái đẹp chân dài đâu. Ông không phải là ham nhà to đâu, đất rộng đâu. Ông cũng không phải ham cái địa vị cao chót vót như lãnh tụ Joshua đâu. Không, ông không ham mấy thứ đó. Ông già găng này 85 này, ông thèm gì anh em biết không? Ông thèm chinh chiến. Ông thích quấn lộn. Mà phải đánh là phải đánh với đám khổng lồ Anakim, Araba cả mới sướng nha. Phải chiếm cho bằng được núi Hebron mới ưng à. Tôi và anh em ngày hôm nay là những người tin Chúa, ngày hôm nay chúng ta học được gì từ cái sự ham, từ cái sự thèm của Caleb này? Đó là cái tinh thần không ngưng nghỉ. Đó là cái tinh thần tiên phong. Đó là cái tinh thần đức tin. Đó là cái tinh thần khác biệt mà Chúa nói về Caleb sau cái chuyến đi do thám ở xứ Canaan. Ở trong Dân Số Ký đoạn 14:24 á, Chúa nói một điều rất là đặc biệt về Caleb. Nhưng tôi tớ ta là Caleb có một cái tinh thần khác biệt. Nhiều người ngộ nhận dịch ra cái chữ này là linh khác biệt, không? Ông là một cái tinh thần khác biệt. Đã hết lòng theo ta, nên ta sẽ đưa Caleb vào đất mà người đã trinh sát, và con cháu người sẽ hưởng chủ quyền đất đó. Tôi nói với anh chị em, đức tin á, là nó có cái lượng đức tin. Nó có đức tin lớn, đức tin bé, tức là cái đức tin ít hay là thiếu đức tin. Nhưng mà đức tin là nó không có tuổi nha. Đức tin thì có lượng đức tin, nhưng mà không có cái tuổi đức tin. Thành ra là 85 là chưa có phải già nha. 85 mà tin cậy Chúa là vẫn là thanh niên. Tức là sao? Tức là vẫn còn năng động, vẫn còn xông xáo, vẫn còn muốn dấn thân, vẫn còn muốn chinh phục những cái vùng đất mới, những lĩnh vực mới, vẫn còn muốn chiếm những cái đỉnh cao cho Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, có thể là hầu hết chúng ta ngồi đây, trừ bà cụ đây thôi, là hầu hết chúng ta ngồi đây chưa tới tuổi 85. Nhưng mà nhiều khi mình đã cụ rồi. Có nghĩa là sao? Hết ham muốn à. Ha, tức là không là nghĩ xả hơi à, an phận à, không còn mục tiêu phấn đấu gì trơn trời. Anh em biết tại sao sau Tết nhiều người lên ký không? Nói đụng chạm ha, nói tự nhiên nhột, ông mục sư nói nhột. Tại sao nhiều người sau Tết là lên ký không? Là bởi vì trong Tết mình xõa. Tức là mình buông, mình không còn giữ mục tiêu nữa. Thôi kệ, lâu lâu nghỉ bữa đi mục sư.
À, ngày bữa, ba bữa là tự nhiên lên mấy ký hả? Hỡi anh em, trong đời thuộc linh cũng giống như vậy. Khi tôi và anh em còn lận đận, còn gian khó đó, cái lòng của mình sắt son với Chúa. Lòng của mình còn có lắm mục tiêu để mà muốn đạt đến. Nhưng mà khi mọi sự đã ổn định rồi, Chúa ban phước cho mình rồi, Chúa làm thành điều này điều kia, lòng mình ước ao rồi, dễ lắm tôi và anh em bắt đầu buông lỏng. Dễ lắm tôi và anh em bắt đầu nghĩ xa hơi, bắt đầu an phận. Anh em ơi, ao ước hay mong muốn thì chắc là ai cũng có ao ước, ai cũng mong muốn. Nhưng mà cái đức tin anh chị em, nó không bao giờ dừng lại ở cái chỗ ao ước hay là mong muốn. Đức tin phải là hành động anh chị em. Mà cái hành động đức tin đầu tiên là gì? Đó là xin. Có ba điều mà chúng ta có thể nhìn thấy được trong cái việc xin đất của Caleb. Hay nói cách khác là có ba cái cơ sở để duy trì và phát triển cái tinh thần đức tin, cái tinh thần tiên phong nơi người của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta sẽ cùng học với nhau qua cái gương mẫu này. Cái điều đầu tiên, cái cơ sở đầu tiên trong cái việc xin đất hay là trong cái việc duy trì và phát triển cái tinh thần đức tin nơi người của Chúa, đó là căn cứ trên những gì Chúa đã hứa. Khi tôi và anh em cầu xin Chúa đó, tức là nhớ là cái hành động đầu tiên của đức tin là xin đó, thì khi tôi và anh em xin là căn cứ trên những gì Chúa đã hứa. Tôi đọc lại cái câu 6 đến câu 9. Anh chị em để ý rồi này. Lúc ấy những người Giu-đa đến gần Giô-suê tại Ginh-ganh và Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-nít nói: "Ông biết điều Chúa đã phán về tôi và về ông qua Môi-se người của Đức Chúa Trời tại Ca-đê-ba-nê-a. Khi Môi-se đầy tớ của Chúa ở Ca-đê-ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ này, tôi đã được 40 tuổi. Tôi trở về báo cáo cách trung thực đúng theo lòng tôi, nhưng các anh em tôi là những người đi cùng với tôi đã làm cho lòng dân rã rời chán nản. Tuy nhiên tôi đã hết lòng theo Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Hôm ấy Môi-se đã thề với tôi: vùng đất nào bằng chân ngươi đạp đến sẽ là cơ nghiệp của ngươi và con cháu ngươi đời đời, vì ngươi đã hết lòng theo Chúa là Đức Chúa Trời ta." Những gì Caleb xin là căn cứ hoàn toàn trên những gì Chúa hứa với cá nhân ông. Nôm na là gì? Những gì ông xin là theo kiểu là nói có sách á. Những gì ông xin là có cái sự hậu thuẫn của Kinh Thánh. Caleb không có dựa trên cái khả năng của mình, Caleb không có dựa trên cái kinh nghiệm hay là cặn mạc của mình để xin. Dù ông còn sức khỏe và đầy kinh nghiệm để đánh đấm, Caleb cũng không có cầu xin căn cứ trên cái xuất phát từ cái nhu cầu của mình anh xem, hay là từ những gì ông muốn. Cái lời cầu xin của Caleb là căn cứ trên những gì Chúa muốn. Vùng đất nào bằng chân ngươi đạp đến sẽ là cơ nghiệp của ngươi và con cháu ngươi đời đời. Anh chị em biết không, cách đây, tôi nhớ là khi tôi còn ở Mã Lai mà tôi về Việt Nam, tức là cách đây hơn 3 năm. Tôi về thì tôi có một cái nhóm mà huấn luyện cho những nhân sự ở trong nhà thờ Xi Mai. Thì sau cái buổi huấn luyện đó thì có một cái người chị em đến với tôi và nhờ tôi cầu nguyện cho con của cô. Em nó ở nước ngoài và thanh niên cho nên lưu đi trong đức tin. Đang khi tôi chuẩn bị cầu nguyện, vì cô là chấp sự ở trong nhà thờ, cho nên là đang khi tôi chuẩn bị cầu nguyện thì Chúa có nói với tôi là hãy hướng dẫn cho cô cầu nguyện theo cái tinh thần của Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Anh em biết Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 rồi. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần Đức Chúa Trời, nhớ thần Đức Chúa Trời, tôi phải thường thường phải kèm chữ thần linh. Tại sao? Bởi vì cái giọng miền Trung mà nói cái chữ thần Đức Chúa Trời nguy, bên dưới nghe hiểu thành cái chuyện khác. Thần linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước rồi Đức Chúa Trời phán gì? Phải có sự sáng. Tự nhiên tôi nói: ủa Chúa thì đang cầu nguyện cho nói gì đâu vậy? Anh xem biết Chúa nói gì không? Đó là thường thường ấy, là vì cái cô này là một chấp sự cho nên cô thường xuyên cầu nguyện cho con của mình lắm. Và tôi nghĩ là tất thảy các ông cha bà mẹ đều ngồi đây và đều cầu nguyện khi con của mình nó lui đi trong đức tin, đúng nè. Nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện gì? Mình sẽ cầu nguyện theo những gì mình hiện đang thấy nơi đời sống của nó, chứ mình không có cầu nguyện theo những gì Chúa muốn thấy nơi đời sống của nó. Khi tạo thiên lập địa, nếu Đức Chúa Trời bước ra và Ngài nhìn thấy mà Chúa nói theo những gì mà Chúa đang thấy đó, là Chúa sẽ nói gì? Ôi trời đất tối tăm, sao mà nó tối hù như cái tiền đồ của chị Dậu vậy ta? Không, Chúa không nói theo những gì Chúa thấy, Chúa nói theo những gì Chúa muốn thấy. Cái điều Chúa muốn thấy là phải có sự sáng, và sự sáng liền xuất hiện. Anh chị em ơi,
Caleb cầu xin theo như những gì Chúa nói, chứ không phải như theo như những gì ông muốn. Caleb cầu xin theo những gì Chúa muốn. Cho nên điều đầu tiên mà tôi và anh em cần phải học khi đến với Chúa trong cái sự cầu nguyện, khi khai phóng cái tinh thần đức tin đó, đó là xin theo như những gì Chúa muốn thấy. Chúa muốn thấy gì trong hôn nhân của anh chị em? Chúa muốn thấy gì nơi sức khỏe của anh chị em? Chúa muốn thấy gì nơi tình trạng tài chánh của anh chị em? Không phải những gì anh em đang thấy. Suốt ngày tôi và anh em cứ tụng nhật niệm ở trước mặt Chúa về những gì mình đang thấy, chứ không phải là những gì Chúa muốn thấy. Nếu quý vị có những cái đứa con, quý vị sẽ hiểu được điều này. 3 tháng sau cái lần tôi cầu nguyện đó, tôi gặp lại em. Tôi từ Malaysia trở về, thì có một em thanh niên, sau khi buổi nhóm xong, em một thanh niên bước lên và nói: "Thưa mục sư, con cảm ơn mục sư." Tôi nhìn nó nói: "Thầy chưa có lần nào gặp con." Nó dạ đúng rồi, thầy chưa có gặp con, nhưng mà vì nó kể lại cái chuyện đó là 3 tháng trước rồi mục sư hướng dẫn cho mẹ con cầu nguyện cho con, Chúa đem con trở lại. Hỏi anh xem, tôi muốn nói với anh xem điều này, đặc biệt là những người mà có con hiện giờ nó không còn yêu mến Chúa như trước, hãy cầu nguyện cho chúng nó theo như những gì Chúa muốn thấy. Chúa muốn thấy gì? Chúa nói gì? Chúa sẽ làm ơn đến, nếu anh chị em là người tin kính Chúa đó, Chúa sẽ làm ơn đến ngàn đời trên hậu tự của anh chị em. Anh chị em trồng, anh chị em tưới, như chính Đức Chúa Trời sẽ làm cho tụi nó lớn lên. Hãy cầu nguyện theo những gì Chúa muốn thấy nữa, còn cái anh chị em chứ không phải những gì anh em đang thấy nữa. Chúng nó mở nó ra, đừng có trói nó lại. Xin Chúa thay đổi chúng ta, cầu nguyện theo những gì Chúa muốn thấy, chứ không phải là cầu nguyện theo những gì mà mình hiện đang thấy. Xin mà không có cơ cỡ gì gáo mà cũng cứ xin hoài. Rồi nhiều khi mình xin không có theo điều Chúa hứa, tức là Chúa không hứa vậy mà mình cứ xin. Anh em biết à, ở trong Hebrew đoạn 13 câu 5 ấy, Chúa nói gì? Ta chẳng hề lìa ngươi, chẳng hề bỏ ngươi, đúng không? Rồi trong Giăng 14, 16 thì nói gì? Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các con đời đời. Mà mình thì sao? Cứ tha thiết kêu gào: "Lạy Chúa, xin cho các thánh linh ra khỏi lòng con." Cái Chúa nói không. Nói: "Chúa ơi, xin cho các thánh linh ra khỏi lòng con." Chúa nói xin kỳ vậy. Ta đã hứa là không có cắt rồi cái mà. Ta đã hứa là ở đời đời rồi cái mà. David là hồi xưa cái thời cựu ước, còn cái thời tân ước ta hứa là ta sẽ. Cứ tha thiết đi. Từ lớn tới nhỏ đều hát tha thiết cái bài đấy. Nhiều khi Chúa trên Chúa nói không biết nói làm sao. Nếu anh chị em mà có những đứa con mà mình thấy tự nhiên tới bữa dọn bàn ăn mà nó cứ ngồi dưới, nó lậm dưới bàn không, mình nói gì? Đúng, mất phước à. Đụng chạm hen. Anh em ơi, nhiều khi tôi và anh em cầu xin không có theo điều Chúa hứa gì trân trọi, vậy mà tính nói gì? Xin Chúa giúp tôi và anh em nhận ra được, phải đặt cơ sở trên những gì Chúa hứa anh chị em. Một cái điều khác cần lưu ý là cái lời của Đức Chúa Trời nói với Caleb qua Môi-se là: "Bàn chân người đạp đến đâu thì sẽ cho người đến đó." Đây, cái lời này không phải chỉ dành cho Caleb thôi đâu, mà thật ra nếu anh em đọc sách Giô-suê mà chương 1 câu B, anh em cũng biết là cái lời này là dành cho cả Israel. Nhưng mà chỉ có mỗi một mình Caleb biết sử dụng cái lời hứa này để xin mà thôi. Lời hứa là hứa chung cho cả dân Israel, dân Chúa. Nhưng mà chỉ mỗi mình Caleb biết dùng cái lời này để xin mà thôi. Chỉ một mình ông biết hiện thực hóa, biết cụ thể hóa cái lời của Chúa cho mình mà thôi. Đó là tinh thần đức tin đó anh chị em. Tin như vậy mới thật là tin. Cái việc mà tôi và anh em nghe hết bài giảng này đến bài giảng khác về đức tin, về tinh thần đức tin thì tốt. Nhưng mà chỉ nghe như vậy thôi, nó không có đủ để có đức tin thật anh chị em. Tham dự hết hội đồng bồi linh này rồi đến chương trình huấn luyện khác, đúng là nó có thể đem lại cho mình cái sự giúp đỡ, đúng là nó có thể đem lại cho tôi và anh em sự khích lệ. Nhưng mà đức tin thật á, cái tinh thần đức tin thật á, chỉ có thể là học được qua cái việc làm thôi, qua hành động. Mà hành động đầu tiên của đức tin là gì? Là xin. Chúa hứa là Chúa sẽ làm thành, nhưng mà tôi và anh em phải xin. Chúa hứa là Chúa sẽ làm thành, nhưng mà Caleb phải xin. Sao kỳ vậy? Ấy là vì xin là cái phương tiện, xin là cái công cụ mà qua đó lời hứa của Đức Chúa Trời có thể đến được với con người. Giống như người ta quy định á, cái dây điện á là cái phương tiện để dẫn điện, cái ống nước là cái phương tiện để dẫn nước vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nói: "Ủa sao Chúa nói là mình chưa xin là Chúa biết rồi." Chúa nói: "Đúng rồi. Mà Chúa hứa Chúa cho rồi." Chúa nói: "Đúng rồi.
sao phải xin? Là bởi vì thì Chúa quy định đó là cái phương tiện mà phải dùng nó mới nhận được cái điều mà Chúa muốn, Chúa hứa. Cho nên Chúa mới bảo gì? Ai xin thì được, không xin không được thì thôi. Bao lâu rồi anh em không còn xin nữa? Đụng chạm hen. Cái bằng chứng cho cái chuyện mà Chúa hứa là phải xin à. Đó là anh em nhớ câu chuyện mà Daniel cầu nguyện cho dân Chúa hồi hương á. Trong Daniel đoạn 9 câu 2 câu 3 có nói nè: vào năm thứ nhất triều vua ấy, tức là vua Darius, tôi Daniel qua nghiên cứu kinh thánh biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Jerusalem mà lời Đức Giê-hô-va đã phán với nhà tiên tri Jeremy là 70 năm. Tức là lúc đó đó, lúc cái thời điểm tôi hướng mặt về Đức Chúa Trời mà tìm kiếm khẩn nguyện này, xin với sự kiên ăn quấn vải xô và đất tro lên đầu. Chúa hứa là 70 năm là hết lưu đày mà. Thôi chứ cầu xin chi? Không, phải cầu xin. Tại sao? Bởi vì cầu xin là cái phương tiện mà Chúa ấn định để qua đó tôi và anh em mới có thể nhận được cái lời hứa của Chúa. Xin hãy nhớ điều đó. Là dân ngũ tuần ân tứ thì ai trong chúng ta cũng biết nằm lòng cái câu mà Mác đoạn 16, 17, 18 đúng không? Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay lên kẻ đâu, thuộc nằm lòng hết đúng không? Biết hết đúng không? Nhưng mà bao nhiêu người trong chúng ta từng có những cái dấu lạ này, và bao nhiêu người trong chúng ta hiện đang có các dấu lạ này. Anh em có tin rằng đây là những lời Chúa hứa với chúng ta không? Tin sao không xin? Không xin làm sao có? Đơn giản vậy thôi anh xem. Nhiều khi mình nói chèo ơi mấy ông mục sư cũng có cái ơn đó. Cái này là ân tứ phổ thông mà, đây là cái dấu cho mọi kẻ tin mà. Nhưng mà tin, cái hành động đức tin đầu tiên là xin. Thưa anh chị em, dễ gì tôi và anh chị em chịu nhìn nhận mình là người vô tính đúng không? Vậy ai nói mình vô tính, mình cũng vừa phải thôi nghe. Đúng không? Tức là mình không có dễ dàng nhìn nhận là mình là người vô tính, tức là người không có đức tin đâu. Unbeliever đó, mình không chịu nó đâu. Cùng lắm thì mình chỉ coi mình là một sư nói gì, chứ em thì nói chung là chỉ là người là kiểu như là ít đức tin thôi. Nhưng mà ít đức tin hay thiếu đức tin hay là không có đức tin là mấy thứ. Chơi chữ vậy để làm gì? Chơi chữ cái mình gọi cái từ ngoài nó hay xảo ngôn vậy, nó không có thay đổi được cái hiện trạng không tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời đâu chúng ta đâu. Bằng chứng thì không tin mới không xin đó. Đụng chạm hen. Câu Kinh Thánh quen thuộc nữa nè, Giăng 15:16. Ai cũng biết luôn. Ai chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bằng là ta đã chọn mà lập các ngươi để các ngươi đi, và kết quả hầu các ngươi trái, các ngươi thường đậu luôn. Giờ sao nữa? Lại cũng cho một các ngươi mọi điều các ngươi nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài sẽ làm cho đó. Biết là một chuyện anh xem. Nhưng có tin vào những cái lời hứa của Chúa hay không lại là chuyện khác. Tôi và anh em có tin vào cái lời hứa này không? Tin sao không xin? Sao cứ phập phù trồi sụp, lúc áp lúc đau hoài vậy? Cứ xỉu đau xỉu áp ấy. Dạ sao rồi cái anh đó sao vậy? Dạ dạo này xuống. Chúa hứa rõ ràng là Chúa sẽ làm gì? Chúa chọn mình để đi và kết quả cơ mà, chứ có phải là lên xuống và năm hay năm 50-50 đâu. Anh chị em có còn đeo bám những lời hứa của Chúa dành cho mình không? Anh chị em có còn khao khát leo lên những cái chốn cao hơn, những cái cấp độ cao hơn, sâu nhiệm hơn trong những lời hứa của Đức Chúa Trời không? Hay là anh em cảm thấy vậy là đủ rồi? Bao nhiêu người trong anh chị em còn nắm lấy những lời hứa của Chúa mà xin được sự sức giàu quyền năng của Chúa để hầu việc Chúa cách có hiệu quả? Bao nhiêu người trong anh chị em còn nắm lấy lời hứa của Chúa để xin cho mình cái sự khôn ngoan, có cái tài chinh phục linh hồn người ta về cho Chúa? Bao nhiêu người anh chị em còn nắm lấy lời hứa của Chúa để cầu xin Chúa cho mình cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu biết dùng lời nói để nâng đỡ kẻ mệt mỏi? Bao nhiêu người anh trong anh chị em biết nắm lấy lời hứa của Chúa và cầu xin Chúa cho mình trở thành một người nữ tài đức, trở thành một như là một cái cây nho sai trái? Bao nhiêu người trong anh chị em còn nắm lấy lời hứa của Chúa để cầu nguyện cho con cái mình như những chồi ô liu, như là những mũi tên trong tay dũng sĩ, như là những chiến binh để chiếm thành quân nghịch? Anh chị em ơi, biết Kinh Thánh là một chuyện, nhưng mà ngày hôm nay anh em có còn sống theo lời Chúa hay không là một chuyện khác.
Nhiều khi tôi và anh chỉ ao ước thôi, ao ước nó không có xảy ra. Phải có thêm bước nữa. Tiếp tục xin. Nhớ là Caleb xin đất lúc xứ đã được bình định, đã được chiếm xong rồi. Là một khai quốc công thần, là một trong hai vị còn sót lại của thời kỳ đầu, và là có lời hứa trực tiếp của Chúa. Nhưng phải xin. Anh chị em hãy nhớ lại coi, đó là cái nguyên tắc vậy đó. Những cái ông tổ phụ đức tin như là Abraham ha, Isaac ha, Jacob ha, ai cũng có lời hứa. Thí dụ như Isaac đi, phải nói là Isaac với vợ của ông là Rebecca là một cái cặp đôi, không phải cặp đôi hoàn cảnh đâu mà cặp đôi hoàn hảo. Có lời hứa không? Có lời hứa. Hai đứa này khỏe luôn. Rebecca mà một mình mà xách nước cho 10 con lạc đà uống là anh chị em biết cái cô này cũng khỏe cỡ nào không? Đẹp luôn. Vậy mà về đường con cái gặp các gối. Mà Chúa chọn hai người này là làm tổ phụ tổ mẫu đó đúng không? Có lời hứa không? Có. Như sao trên trời, như các bãi biển. Vậy mà cái ông Ismael kia không có lời hứa, mà cứ sòn sòn năm một. Nếu mà nó xài điện thoại hồi xưa, chứ bây giờ không có điện thoại, với hồi xưa mà nó xài điện thoại là nó sẽ xài theo kiểu mà năm một, 3 năm, 2 đứa. Còn cái ông mà có lời hứa phải chờ 20 năm, phải cầu nguyện. Vợ cầu nguyện không xong, chồng tiếp tục cầu nguyện, lời hứa mới thành. Có cái điều gì đó tôi và anh em cần phải nhìn vào để nhận thấy là tại sao bây giờ mình khô, tại sao bây giờ cái quyền năng ngũ tuần không còn ở trong chúng ta nữa. Mình đâu có xin. Anh em ơi, hãy trở lại. Bao nhiêu người trong anh chị em còn nắm lấy lời hứa của Chúa mà xin cho mình luôn được ở trên cao chứ không ở dưới thấp, tức là ở trên top chứ không phải ở dưới đáy. Bao nhiêu người trong anh chị em còn nắm lấy lời hứa của Chúa là xin cho mình được đi đầu, tức là đứng đầu trong mọi lĩnh vực chứ không phải là lẹt đẹt theo sau người ta. Bao nhiêu người trong anh chị em còn nắm lấy lời hứa của Chúa để cầu xin Chúa khiến cho mình là cho người khác vay chứ mình không còn phải vay mượn. Cái lời hứa của Chúa đâu có tự động xảy ra. Tôi và anh em phải xin. Bởi vì sao? Bởi vì không xin là không được. Xin Chúa cho tôi và anh em được nhắc nhớ bởi điều này. Cái tinh thần đức tin đó, đặt cơ sở trên những lời hứa của Đức Chúa Trời. Cái điều thứ hai mà Caleb căn cứ ở trên cái việc xin đất, hay là cái điều mà Caleb căn cứ để duy trì và phát triển cái tinh thần đức tin, đó là căn cứ trên những gì Chúa đã làm. Câu số 10 và câu thứ 11. Đúng như lời Chúa đã phán hứa, Ngài đã gìn giữ tôi còn sống suốt 45 năm từ lúc Ngài phán dạy Môi-se điều ấy suốt thời gian Israel lưu lạc ở trong sa mạc. Chúa đã bảo tồn mạng sống tôi cho đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Ngày nay tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi ra đi. Tôi vẫn còn tràn đầy sinh lực xung phong ra trận như ngày trước. Cái việc xin đất của Caleb nó không chỉ thể hiện đức tin của ông nơi những gì Chúa đã hứa, mà còn thể hiện đức tin của ông nơi sự thành tín của Chúa, nơi những gì Chúa đã làm. Ai trong chúng ta cũng biết rằng Chúa mà mình thờ phượng, Đức Chúa Trời mà mình thờ phượng là Đức Chúa Trời thành tín đúng không ạ? Tức là Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa. Điều gì mà Chúa hứa là Chúa sẽ làm thành. Cái bằng chứng cho sự thành tín của Đức Chúa Trời, hay là cái bằng chứng của việc mà Chúa giữ lời đối với Caleb là gì? Đó là cho ông được bình an, hay là giữ cái mạng sống của ông suốt 40 năm rày đây mai đó trong sa mạc, và 5 năm chinh chiến ở trong xứ Canaan. Có thể ai đó trong anh chị em hỏi, nhưng mà Chúa chỉ hứa ban đất cho ông thôi mà. Nhưng mà anh em hãy để ý nè, Chúa đúng là Chúa hứa ban đất cho ông thiệt, nhưng mà không có giữ mạng sống ông cho suốt chừng ấy năm thì để hưởng được lời hứa thì đất có nghĩa gì đâu. Nhiều khi tôi và anh em rơi vào cái trường hợp này. Mình người ta nói về Chúa là thành tín, Chúa là thành tín, mình nói có thấy gì đâu nè. Tức là mình nói xin hoài đâu có thấy gì đâu. Vô hội thánh ngày mấy ông mục sư nói làm hài chứ còn nhiều điều lắm mục sư. Nói vậy không phải vậy đâu. Có hay cứ nhìn vào cái mình còn sống sờ sờ đây đây. Người ta chết ráo rồi mà mình vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh cường tráng, sức không giảm, trí không lẳng là bằng chứng như còn gì nữa.
Nhưng nhiều khi tôi và anh em chỉ muốn nhìn cái ngọn thôi. Nhiều khi tôi và anh em không chịu nhìn thấy đó là ân điển, là sự thương xót, là sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào những gì thấy được, mà quên mất rằng là nếu mà, tức là những gì thấy được, tức là mình chỉ chăm chăm chờ đợi cái câu, cái điều gì mình xin Chúa cho á, cái nhà, cái xe, cái ruộng hay cái gì đó. Chứ mà mình không thấy được một cái chuyện là nếu mà không có mình là cái người mà thụ hưởng á, thì nhà, xe, đất ruộng đó để làm gì? Bao nhiêu người nhà cửa xây lên nghênh ngang bắt tặng rồi đi, đi sớm luôn, họ không có lời trăn trối, thì đâu có ý nghĩa gì anh chị em. Cho nên nhiều khi tôi và anh chị em chỉ nhìn thấy phần ngọn thôi, nhiều khi tôi và anh em chỉ chờ xem cái phần ngọn này thì thường, cho nên thường là mình gì, mình than thở là không thấy Chúa trả lời gì hết. Không phải là Chúa chưa động tĩnh gì trong cái việc trả lời điều anh chị em cầu xin đâu. Không phải là Chúa chưa động tĩnh gì trong cái việc làm thành những lời mà Chúa đã hứa cùng anh chị em đâu, như anh em nghĩ đâu. Mà thật sự là Chúa đã làm, Chúa đang làm, Chúa đã và đang thực hiện những gì mà Chúa hứa cùng anh chị em, cùng gia đình anh chị em, cùng hội thánh của anh chị em rồi. Chúa bắt đầu thực hiện cái lời hứa của Ngài nơi Abraham từ rất lâu. Lâu, thật là lâu trước khi mà Chúa ban cho ông đứa con là Isaac. Chúa đã bắt đầu công việc của Ngài nơi cuộc đời của Joseph từ rất lâu trước khi đặt ông ngồi vào cái vị trí là dưới một người mà trên vạn người tại Ai Cập. Với Môi-se, với David, với Phao-lô và những người thánh của Chúa ở trong Kinh Thánh, Chúa cũng cùng một cái cách như vậy. Cái việc mà Chúa giữ cái mạng sống của Caleb gần nửa thế kỷ và ban cho ông cái sức khỏe dồi dào ở tuổi 85 là một phần trong cái việc làm thành lời hứa của Ngài đối với cá nhân Caleb nói riêng và đối với dân Israel nói chung, cái thế hệ mới nói chung. Cũng một thể đó anh chị em ơi, những gì mà anh chị em còn có được đến hôm nay, sức khỏe, hôn nhân, gia đình, tài sản, công việc, địa vị là một phần trong cái việc làm thành lời hứa của Đức Chúa Trời đó cùng anh chị em. Cho nên anh chị em hãy nhìn những gì Chúa đã làm cho anh chị em, hãy nhìn vào những gì Chúa đã làm cho gia đình của anh chị em để thấy được cái sự thành tín của Chúa là thế nào. Hãy nhìn vào đó để thấy được Chúa giữ cái lời hứa đối cùng anh chị em ra làm sao. Tôi nói với anh chị em điều này là dù con người có thất bại cỡ nào đi nữa đi, nhưng mà Đức Chúa Trời mà tôi và anh em thờ phượng á, chưa bao giờ thất bại và Ngài cũng không bao giờ thất bại. Cho nên hãy đếm lại, hãy nhớ lại những ơn phước Chúa. Để gì? Để dứt dấy cái lòng tin cậy Chúa, để tái kích hoạt cái tinh thần đức tin của anh chị em. Trong cái phần Kinh Thánh thì tôi và anh em để ý chuyện này, căn cứ vào đâu mà Caleb vẫn cứ sắt son với Chúa, vẫn cứ giữ lòng tin cậy Chúa? Đó là ông căn cứ trên những gì mà Chúa đã làm cho ông. Ông căn cứ trên những gì Chúa đã làm cho ông. Ông nói gì? Chúa gìn giữ ông. Thứ hai, Chúa bảo tồn mạng sống ông. Thứ ba, ban cho ông khỏe mạnh, cường tráng cho đến bây giờ. Tôi tin là một số người trong anh chị em cũng đã từng nghe cái câu chuyện là có ông cụ già người Ý 93 tuổi bị mắc dịch. Xa vậy đó mà COVID nó vẫn ghé thăm. Rồi sau một thời gian điều trị ở trong bệnh viện, lúc mà xuất viện á, thì nhân viên y tế mới đưa cho ông cái bill tính tiền. Ông khóc. 5.000 euro một đêm mà thở máy á, một ngày thở máy. Cho nên người ta tưởng ông là ông thấy tiền của ông dội, ông khóc. Nói ông ơi không sao đâu, ông đừng có lo, nếu mà ông có gặp khó khăn gì thì người ta sẽ có sự hỗ trợ này nọ. Ông nói không, tôi có khả năng thanh toán. Tôi khóc là hơn 90 năm nay tôi được Chúa cho thở miễn phí mà tôi không hề biết ơn. Một ngày 5.000 mà. Anh chị em tưởng tượng 93 năm như vậy. Nhiều khi tôi và anh em nói, mục sư ơi, người khác người thấy Chúa làm điều này điều kia chứ nhờ em muốn thấy gì. Cái mạng sống sờ sờ đó mà sao không thấy. Anh em ơi, Caleb không có nhìn vào đất ruộng, ông không nhìn vào tài sản của mình để xác nhận cái sự thành tín của Chúa. Ông không nhìn vào tất cả những cái điều đó để ông tin rằng Chúa đang thực hiện lời hứa của Ngài đối với ông. Caleb cũng không nhìn vào cái địa vị, cái thành tích, cái chiến công của ông để ông xác nhận là Chúa đang thành tín đối với ông. Ông chỉ nhìn vào cái mạng sống của ông. Ông chỉ nhìn vào cái sức khỏe của ông để tuyên bố rằng đúng như lời Chúa đã phán hứa. Hay nói cách khác là Chúa thật đã giữ lời hứa cùng tôi. Anh chị em ơi, có thể cho đến tận hôm nay, ai đó trong anh chị em vẫn chưa nhìn thấy được bằng chính mắt mình, vẫn chưa sờ được bằng chính tay mình những gì mà Chúa đã hứa cùng anh chị em.
Vâng, có thể anh chị em đang ở trong tình trạng đó, thì hãy nhìn chính vào chính cái mạng sống của mình mà anh em đang có, để biết rằng gì? Chúa vẫn đang thực hiện lời hứa của Chúa đối cùng anh em. Bởi vì tất cả những cái phần phước kia nó không có ý nghĩa nếu mà anh em không sống, không khỏe để thụ hưởng nó. Cho nên nhiều khi mình thì muốn cái ngọn, nhưng mà Chúa thì muốn cả gốc lẫn ngọn. Tức là Chúa chuẩn bị cả gốc lẫn ngọn để tôi và anh em có thể sử dụng cái phần phước Chúa cho, làm lợi cho vương quốc của Chúa. Chúa có ngưng nghỉ lúc nào đâu anh chị em. Kinh Thánh nói rất rõ là Chúa có đâu có chợp mắt. Vậy căn cứ gì tôi và anh em không thể tiếp tục tin cậy Chúa? Hãy chăm xem nơi cái sự thành tín của Chúa, để tôi và anh em có thể tiếp tục cống hiến, tiếp tục dấn thân và sẵn sàng chấp nhận những cái thách thức ở trên cái bước đường tình kính. Để duy trì và phát triển cái tinh thần đức tin, tôi và anh em cần phải căn cứ trên lời hứa của Chúa. Để duy trì và phát triển cái tinh thần đức tin, tôi và anh em cần phải căn cứ trên những gì Chúa đã làm. Và cái điều cuối cùng, để duy trì và phát triển cái tinh thần đức tin, hay nói cách khác là để tôi và anh em không có sống ở trong cái thái độ an phận, đó là tôi và anh em cần phải căn cứ trên cái sự giúp đỡ của Chúa. Tôi đọc lại từ câu 12 cho đến câu 15. Bây giờ xin ông cấp cho tôi xứ đầy đồi núi này mà Chúa đã hứa ban cho tôi hôm ấy. Chính ông đã nghe báo cáo rằng dân khổng lồ Anakim vẫn còn ở đó, và các thành của họ đều rộng lớn và kiên cố. Nhưng nhờ Chúa giúp đỡ, tôi sẽ đánh đuổi chúng ra như Ngài đã phán. Thì có cái cơ hội chúng ta sẽ học thêm về cái sự khiêm nhường thuận phục của Caleb ở đây, khi ông xin trực tiếp với Joshua là đồng niên của ông. Nhưng mà cái phần kinh thánh này chúng ta không học ở đó hôm nay. Joshua bèn chúc phước cho Caleb con trai Jephune và cấp cho ông miền Hebron làm cơ nghiệp. Vậy Hebron thuộc quyền sở hữu của Caleb con trai Jephune người Kenit. Từ đó đến nay, vì người đã hết lòng theo Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, Hebron vốn được gọi là Kiriath Araba, theo tên của Araba, là người khổng lồ nổi danh nhất trong vòng người Anakim. Từ đó đất nước được thái bình, không còn chiến tranh. Cái miền Hebron đó anh chị em là thuộc cái vùng đất đã được chia cho chi phái Judah rồi. Và Caleb là vị trưởng thượng, là lão tướng của cái chi phái đó. Ông lại là người có cái lời hứa trực tiếp của Chúa, thì lẽ ra là giờ ông chỉ cần việc ngồi đó thôi là hưởng thụ, sao chứ tại sao phải xin, đúng không? Hôm nay mình nói thì thôi xin cũng được đi, nhưng mà sao không lựa cái bờ sâu ruộng mặt mà xin lại đi, xin chi cái xứ đầy đồi núi làm gì? Con người nói mục sư ơi, nhưng mà cái xứ đó nó có thành rộng lớn mà kiên cố lắm. Đúng rồi, đúng là nó có thành rộng lớn và kiên cố thật, nhưng mà dân bản xứ là toàn là khổng lồ không ha. Mà đặc biệt lại cái thành Hebron thì có là khổng lồ của khổng lồ luôn. Đó là người Araba đó, là nó là khổng lồ của cái dân Anakim luôn. Nhiều khi mình nghĩ, ủa sao dễ vậy không chọn, tại sao đi chọn khó chi vậy ta? Anh em ơi, đúng, Hebron là một cái vùng đất cực kỳ khó khăn để đánh chiếm. Cái thành Hebron là một cái mục tiêu cực kỳ thách thức. Nhưng đó lại là cái chỗ tốt nhất. Vì tốt nhất cho nên kẻ thù nó mới chiếm giữ đó đó. Anh chị em có nghe cái câu là ngựa trứng là ngựa hai không? Để có được ngựa hai là phải trị được, phải thuần cho được ngựa trứng. Ngày hôm nay mà mình gặp anh nào mà trứng nha, mình nói thôi, thứ đâu, phức đi. Trừ con ruột của mình ra mình không nói vậy thôi, chứ còn người khác mình vô mình nói thôi, thôi, thôi. Có ai rước thì rước giùm. Rồi sau đó mình nói gì? Chúa ơi, xin giấy là những người tài giỏi cho đức, cho vương quốc Đức Chúa Trời. Anh chị em để ý là cái chỗ khó nhất ấy, là cái chỗ mà kẻ thù nó chiếm giữ. Thật ra chỗ đó là chỗ tốt nhất. Anh em nhớ cái câu chuyện về cái người bị quỷ quân đội ám không? Ở tại miền Gê-rê-sê không? Ở trong Mác đoạn 5 á. Về sau khi mà được Chúa giải cứu rồi, ông trở thành cái người làm chứng cho 10 thành phố. Và trong bản dịch cũ của anh chị em thường dùng cái từ là Decapoler đó. Hay là cái người phụ nữ Samari ở bên giếng nước ở tại Sikha mà gặp Chúa Giêsu ở trong gian đoạn 4, bà khiến cho cả làng tin Chúa. Anh em ơi, trong ơn phước của Chúa đó, đối với cái người tin thờ Chúa nó có ba cái mức độ như này nè: tốt, tốt hơn và tốt nhất. Cái người mang tinh thần đức tin hay là cái tinh thần tiên phong là phải xin cho đáng, xin là xin điều tốt nhất anh xem. Hebron là cái nơi tốt nhất trong cả xứ, và Caleb đã xin chỗ đó.
Anh em có nhớ cái câu chuyện mà anh em của dân, tức là dân Gia Cơ đó, nhờ mẹ mình xin Chúa Giêsu cho họ hai cái vị trí cầu chốt phó không? Là bên phải và bên trái của Chúa, tức là tả hữu thừa tướng trong cái nước vinh hiển không? Tức là trong Matthew 20:28. Anh em để ý đây này. Kinh Thánh nói rằng là khi biết cái chuyện đó, Chúa Giêsu không có nổi giận. Mấy ông môn đồ khác thì ông mới nổi giận với hai ông này xin cái kiểu đó thôi, chứ còn Chúa Giêsu không hề nổi giận với họ. Chúa Giêsu chỉ hỏi nhẹ thôi: chịu nhiệt được không? Chúa Giêsu không có quả trách tôi và anh em xin những cái điều lớn lao. Chúa không quả trách đâu, thậm chí Chúa còn giận khi tôi và anh em cứ lẹt tẹt ở bên dưới không chịu tiến lên. Anh em nhớ cái câu chuyện mà Elise, tiên tri Elise nổi giận đùng đùng với vua Gioách không? Ông bảo vua Gioách cầm cái bó tên đập xuống đất. Ông kia ông đập có 3 lần, nó phải chi mà đập 5-6 lần là người sẽ tiêu diệt hoàn toàn cái Assyria rồi. Hỡi anh em, xin hãy nhớ điều này. Chúa không có giận chúng ta vì cái là những gì mà chúng ta ao ước sẽ được bước lên những cái đỉnh cao hơn. Ha, chẳng phải trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 31 Chúa nói là hãy ước ao những sự ban cho lớn hay sao? Đây là cái tinh thần mà tôi và anh em cần phải mặc vào. Cái tinh thần của Phao-lô nói trong Roma đoạn 15:20 là ước vọng của tôi là rao truyền tin lành ở những nơi mà danh Đấng Christ chưa được truyền đến, để khỏi xây trên nền của người khác. Đó là tinh thần đức tin đó anh chị. Cái tinh thần đức tin là gì? Như tôi nói lúc đầu, đó là duy trì, là tiếp tục cái tính năng động song sáo. Cái tinh thần đức tin là vẫn còn muốn dấn thân, vẫn còn muốn chinh phục những vùng đất mới, những lĩnh vực mới, và vẫn còn muốn chiếm những cái đỉnh cao mới cho Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ điều này anh chị. Bao nhiêu hội thánh sau khi có cái giấy đăng ký hoạt động rồi, bao nhiêu hội thánh là sau khi nhận được cái giấy xác nhận từ cánh pháp nhân rồi, thì còn phát triển được hơn trước đó. Lẽ ra là sau khi có giấy phép đó là có cái điều kiện hơn là phát triển nhiều hơn chứ. Bao nhiêu hội thánh sau khi có cái chỗ nhóm ổn định rồi thì còn khao khát mở thêm những cái điểm nhóm mới nữa. Hay là cái đủ rồi. Bao nhiêu con dân Chúa ngày hôm nay, bao nhiêu tôi tới Chúa ngày hôm nay, sau khi đã nhận được cái điều mà lòng mình ao ước rồi, sau nhiều ngày cầu xin, thì anh chị em vẫn còn tiếp tục duy trì cái việc cầu nguyện, đọc kinh thánh, tìm kiếm Chúa như trước? Hay là tôi và anh em sau khi nhận được cái điều mà Chúa cho rồi, cái mình mới nói gì? Tự nói với lòng mình: hỡi linh hồn ta, đã đến lúc người nên nghỉ ngơi một chút, ngủ một chút, thì thứ gì nó tới tự biết rồi hen. Anh em ơi, tôi và anh em rất là dễ trở nên buông bỏ như vậy. Bao nhiêu hội thánh bắt đầu dậm chân tại chỗ, bao nhiêu hội thánh không còn phát triển ra nhiều cái địa hội nhánh nữa. Bây giờ thuận lợi hơn hồi xưa nhiều chứ. Tại sao hội thánh nó không có gia tăng? Bởi vì cái tinh thần nó không còn ở trong con dân Chúa và trong đầy tớ Chúa nữa. Tại sao sau khi cái lúc mà anh em còn khốn khó thiếu thốn đủ điều thì cái lòng yêu mến Chúa của anh em dạt dào, mà sau khi mình đủ đầy hết mọi sự rồi, tự nhiên mình đắc ra nên nguội lạnh? Anh em ơi, xin Chúa cho tôi và anh em có cái được sự tỉnh thức từ nơi Chúa sáng hôm nay. Bao nhiêu người trong anh em biết tận dụng cái lợi thế mà anh em giờ có được? Bao nhiêu người trong anh em biết tận dụng cái lợi thế mà giờ gia đình anh chị em có được, hội thánh anh chị em có được, để vươn tới những cái nhóm người mới, vươn tới những cái lĩnh vực mới, vươn tới những cái mục vụ mới, thậm chí là làm ăn kinh doanh á, là vươn tới những cái phân khúc thị trường mới để chiếm lĩnh những cái ngọn núi cao hơn cho Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ thật là nghiêm túc về vấn đề này hả anh chị em? Để tôi và anh em có còn nhận ra được là mình có còn tin cậy Chúa cách đúng nghĩa không? Hãy suy nghĩ thật là nghiêm túc về cái việc này, để tôi và anh em nhận ra được là mình có còn tin cậy Chúa một cách thật sự nữa không? Khi xin cái miền đất Hebron, cái nơi tốt nhất cũng là nơi thách thức và khó khăn nhất đó, thì Caleb không có dựa trên sức khỏe của ông. Ông cũng không có dựa trên kinh nghiệm trận mạc của ông. Đúng là lúc đó thì là ông vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn đầy sinh lực, sung trận như là 45 năm về trước. Nhưng mà Caleb không có dựa trên cái điều đó để xin đất anh chị em. Cái cơ sở mà Caleb dựa để xin đất đó, tức là để xông vào những cái nơi chốn cao hơn ấy, là ông dựa vào cái sự giúp đỡ của Chúa. Nói cách khác là Caleb không có dựa vào cái sức mình để xin cái điều lớn lao, mà ông dựa hoàn toàn vào sức Chúa.
Đó chính là tinh thần đức tin. Quá nhiều con dân Chúa và tôi tới Chúa ngày hôm nay không chịu sống theo cái tinh thần đức tin, tức là không có chịu xin và chiếm lấy những gì mà Chúa Giêsu đã giành lấy cho mình rồi. Người ta không còn muốn dấn thân, không còn muốn hy sinh thêm nữa, không còn muốn chinh phục gì nữa. Mình nói thì mình vẫn nói, mình vẫn ao ước thế này thế kia thế nọ, nhưng mà cái hành động để bày tỏ cái sự ao ước đó nó không có. Người thì bảo già rồi mục sư. Trẻ nói dạ mục sư con còn trẻ quá à. Hội thánh này thì bảo là dạ tụi tôi còn thiếu điều này. Hội thánh khác thì nói dạ tụi tôi còn thiếu điều kia. Ý chính là gì? Tôi không đủ khả năng. Chúng tôi không đủ khả năng. Cứ dựa vô sức người mãi như vậy biết làm gì được. Nói nhiều khi chúng ta nghe nó hơi nhột, nhưng mà tôi nói thật với anh chị em, cứ dựa vào sức người như thế thì không làm được gì là đúng rồi. Nếu tôi và anh chị em dựa vào sức mình để làm công việc của Đức Chúa Trời thì tôi và anh em đã lìa bỏ cái tinh thần đức tin rồi. Chúng ta đang đi vào cái vết xe đổ của cái người Galati, đó là đầu linh đuôi thịt đó anh chị em. Tức là khởi đầu thì nhờ cậy Đức Thánh Linh, nhưng về sau lại toan dùng xác thịt để làm cho trọn. Anh em biết Phaolô gọi mấy ông Galati là người như gì không? Hả? Ông Phaolô ông gọi mấy ông người Galati là hỡi người Galati khôn ngoan kia hả? Ngu. Ông nói không phải tôi. Như lúc đầu tôi nói với anh chị em, đức tin là nó có lượng đức tin, nhưng mà đức tin là không có tuổi. Vấn đề không phải là anh chị em còn tin thờ Chúa hay không. Vấn đề không phải là anh chị em có còn đi nhóm thờ phượng, có còn dâng hiến hay không. Mà vấn đề là anh chị em có còn tin cậy Chúa hay không. Một cái đời sống tin cậy Chúa thật đó anh chị em, là một cái đời sống vẫn còn tiếp tục năng động, sẵn sàng dấn thân để chinh phục những con người mới, những cộng đồng mới, những cái lĩnh vực mới, những cái mục vụ mới, những cái đỉnh cao mới, vì vinh quang của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của Ngài. Anh em biết không, trong số 12 thám tử mà Môi-se sai đi do thám sứ đó, cả 12 đều là những vị lãnh đạo hết á. Nhưng mà bây giờ người ta chỉ còn nhớ có hai ông thôi. Người thứ nhất là lãnh tụ Giô-suê. Người thứ hai Ca-lép. Họ được nhớ vì cái là họ có một cái tinh thần khác biệt đó anh chị em. Họ được nhớ vì cái là họ có cái tinh thần khác biệt. Và chính cái tinh thần khác biệt hay là cái tinh thần đức tin á đã đưa họ đến cái đích cuối cùng. Bao nhiêu người trong anh chị em sáng hôm nay khi nghe lời của Chúa và mình ao ước được mặc lấy cái tinh thần khác biệt của Caleb này. Tôi và anh chị em đang được Chúa đưa vào cái thời kỳ là ổn định rồi. Nhưng điều đó không có phải đây là cái thời kỳ an nghỉ cho chúng ta. Sẽ không có cái thời kỳ an nghỉ cho đến khi tôi và anh em thật sự được an nghỉ ở trong nước của Chúa thôi. Dễ lắm tôi và anh em không còn dấn thân nữa, không còn muốn dấn thân nữa. Dễ lắm tôi và anh em không còn muốn hy sinh thêm nữa. Như vậy thì cái bài học mà sáng hôm nay chúng ta cùng học là cái gương của người xưa là Caleb. Đó là ông vẫn tiếp tục duy trì và phát triển cái tinh thần tiên phong, cái tinh thần dấn thân, cái tinh thần đức tin để chiếm lấy những cái điểm cao hơn cho Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người trong quý vị khao khát có được điều đó. Cái hành động đầu tiên của đức tin, của tinh thần đức tin đó là xin. Xin thì phải căn cứ trên lời hứa của Chúa. Xin thì phải căn cứ trên cái sự thành tín của Chúa, tức là những gì Chúa đã làm cho mình. Và một khi anh em khao khát làm những điều lớn lao hơn cho Đức Chúa Trời, thì hãy nhớ, không phải bởi khả năng của chúng ta, mà bằng khả năng của chính Đức Chúa Trời, hay là nhờ sự giúp đỡ của Chúa, thì tôi mà anh em mới có thể hoàn thành được. Xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Điều gì mà anh chị em được lời Chúa nhắc nhở mình? Có thể ai đó trong anh chị em trong những ngày vừa qua cầu nguyện vẫn có rất là trung tín trong cái sự cầu nguyện. Nhưng mà dường như chúng ta chỉ cầu nguyện theo những gì mắt mình thấy, chứ không phải là cầu nguyện theo những gì Chúa muốn thấy. Hãy thay đổi cái sự cầu nguyện của anh chị em. Có thể ai đó trong anh chị em nhìn vào những gì mà mình hiện có và mình thấy dường như Chúa không có giữ lời hứa với mình chăng? Anh em ơi, hãy nhìn vào những gì anh em có được, những gì mà anh em có thể gọi là quý giá nhất, tức là mạng sống của anh chị em.
để biết rằng Chúa vẫn còn đang làm công việc của Ngài. Chúa vẫn còn đang thực hiện những gì mà Chúa đã hứa trên anh chị em. Chúa có thời điểm của Ngài để làm thành điều đó. Và có thể ai đó trong anh chị em cũng còn ao ước những cái điều lớn lao cho Đức Chúa Trời, nhưng mà anh em cảm thấy là mình thiếu điều này, mình không có điều nọ chăng? Hãy nhớ anh chị em ơi, không phải bởi khả năng hay là sức lực của anh chị em có thể đạt được điều này hay điều kia, mà bằng là giúp đỡ của Chúa. Chính Chúa sẽ là đấng chiến cự cho anh chị em, chính Chúa sẽ là đấng dẫn dắt anh chị em, và chính Ngài sẽ là đấng ban chiến thắng cho anh chị em. Điều quan trọng, Ngài sẽ làm thành ước ao của người công bình. Bao nhiêu người dám trình bày ra trước mặt Chúa cái điều ước ao của mình? Có thể đó là sự sức giàu, quyền năng. Có thể đó là ân tứ chữa lành tật bệnh. Có thể là thẩm quyền để trừ quỷ. Có thể đó là cái khả năng đặc biệt để đem người về với Chúa, để làm chứng, hay là bất cứ một cái ơn nào đó mà anh chị em khao khát. Hãy thưa với Chúa rất thật ở trước mặt Ngài. Cũng có thể ai đó trong anh chị em cảm thấy rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời sáng hôm nay nói với chính mình rằng mình không còn cầu xin nữa suốt những ngày tháng qua chăng. Anh em vẫn còn cầu nguyện, nhưng mà anh em không còn thực sự đeo bám lấy lời của Chúa để cầu xin Chúa hiện thực hóa những lời hứa của Ngài cho đời sống của mình chăng? Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự nhắc nhở này. Duy một mình Ngài biết được nhu cầu của mỗi một chúng con và tình trạng thuộc linh của chúng con. Chúa ơi, xin lay động. Chúa ơi, xin đạp đổ, xin đập vỡ tất cả những gì cần phải lay động, cần phải đạp đổ, cần phải đập vỡ, và đem chúng con trở lại với cái vị thế mà Chúa muốn nhìn thấy nơi chúng con. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng con, xin làm sống động trở lại, xin làm sống động trở lại tinh thần đức tin mà Chúa đặt để trong chúng con, trong mỗi một chúng con, những cái ngày đầu tiên mà chúng con đi với Ngài. Xin làm bùng cháy trong chúng con cái lòng khao khát thánh thiện. Xin làm cho chúng con ao ước những cái điều cao trọng hơn. Xin cho chúng con hướng tâm về những cái gì thuộc về vương quốc đời đời, để chúng con sống cho điều đó. Lạy Cha, xin giúp đỡ mỗi một anh chị em con tận dụng mọi cái lợi thế mà anh chị em con có được, từ trong công việc, từ trong vị thế xã hội, từ trong cái hoàn cảnh gia đình, để anh em con có thể vươn tầm ảnh hưởng, để anh em con có thể tiến lên những cái mức độ cao hơn, sâu nhiệm hơn ở trong cái đời sống tin kính, và để anh em con có thể đem nhiều người trở lại phục vụ cho vương quốc của Chúa và làm lợi cho vương quốc của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Nguyện xin lời của Ngài cứ tiếp tục hành động ở trong đời sống của mỗi một chúng con, biến đổi chúng con và làm cho chúng con nên mới, để cho chúng con trở thành những người đang tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con trình dâng mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa trước về tất cả những gì mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.